và rồi đời anh lại yêu lại sai với cơn nhiều ngày xưa giờ chỉ đành phải theo con anh cùng đến với cô. Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ken Audio chuyên về micro thu âm livestream, loa kéo và các linh phụ kiện điện tử ha. Thì hôm nay em sẽ làm cái video để giới thiệu về con loa kéo của hãng Qmix, model là K108. Đó, thì con này là thuộc dòng loa kéo mini nha. Thì cũng gần sắp Tết rồi. Mình sắm loa kéo về mình hát để chơi Tết. Và nếu như anh chị muốn xem được nhiều video hơn thì có thể bấm. Hey, hello anh chị và các bạn, nếu như cảm thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo, bấm vào tất cả để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nha. Thì cái con này là nó thuộc dòng loa kéo bass 2 tấc nha, nhưng mà thì để em đo thử cái kích thước của nó, bề ngang của nó là tầm cỡ 25, bề ngang là tầm cỡ 25 cm, rồi bề cao, chiều cao của nó là tầm cỡ 40 cm nha. Còn bề sâu của nó, bề dày của nó là cỡ 20 cm. Rồi để em quay lại gần để anh chị xem cái cấu tạo của nó. Đây, thiết kế của nó về mặt trước nè, trên này là nhựa bóng. Ở đây mặt trước này là có cái miếng lưới sắt, cái này là thương hiệu của nó. Và đây là thùng gỗ, bề ngoài nó có phủ một lớp sơn. Trên này có tay cầm, lớp sơn nhám này, phủ sơn nhám này, có tay cầm xách đi nè, còn không thì mình có thể kéo như vali á. Ở đây nè, đó, kéo như vali kéo lên. Rồi, ok. Rồi, ở đây là cái bảng bo mạch điều khiển của nó. Thì nó có tổng cộng là có 5 nút. 5 nút để điều chỉnh nè. Để quay lại gần nè, này là volume tổng nè, này bass nè, chép. Âm lượng đi, này là echo. Này là âm lượng mid đó. Rồi đây là một cái cổng để gắm thêm dây micro ngoài. Này là hai cái cổng để câu thêm bình ở phía bên ngoài này, công tắc nguồn nè. Rồi đây là các cái chế độ. Này là màn hình hiển thị đèn LED, có luôn cổng gắn thẻ nhớ USB. Rồi, nói chung là khá đầy đủ và có tem bảo hành nè. Tem bảo hành bên em. Đây mặt sau của nó đây. Đó, nhìn giống như cái vali kéo vậy đó, nên người ta gọi nó là loa kéo. Nhưng mà này thuộc dòng loa kéo mini. Đó, rồi lát nữa em sẽ mở nguồn lên để nghe nhạc và thử. Cái phụ kiện đi kèm của nó là, đây phụ kiện đi kèm của nó là một cái micro không dây và dây sạc nguồn. Ok, bây giờ em đã mở nguồn và bấm chuyển sang chế độ kết nối Bluetooth và đang test nhạc. We'll be right back.
Hey, hello anh chị và các bạn. Nếu như cảm thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo, bấm vào tất cả để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nha. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, gặp ngân ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên, ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi. Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, gặp ngân ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi. Lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa, giọt sâu rơi một mình, chỉ còn ta một mình nhỏ ơi. Còn gì đâu hơi nhỏ, bao nắng chiều phôi phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô, ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi. Tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, ừ thì cứ ghé đi, thương rồi sao chẳng hiểu nhỏ ơi. Còn gì đâu hơi nhỏ. Hey, hello anh chị và các bạn. Nếu như cảm thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo, bấm vào tất cả để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nha. Bao nắng chiều phôi phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô, ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi. Tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao khờ ghê đi, ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu nhỏ ơi. Rồi, ok, vừa rồi là em đã hát test ca trên micro của con loa kéo Qmix K1E8 à. Rồi,
Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết video clip này. Và nếu như cảm thấy hay thì nhớ cho em một like, bấm share và bấm đăng ký kênh, nhấn một cái chuông thông báo kế bên để nhận được video mỗi khi em ra video mới nhất, giới thiệu về những cái sản phẩm về âm thanh, về điện tử ha. Rồi, xin chào anh chị và các bạn và hẹn gặp lại những video lần sau nha. Hey, hello anh chị và các bạn. Nếu như cảm thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo, bấm vào tất cả để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nha.